Hello mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình leo 639, cái nick chính của mình dùng cái team này để leo 639. Leo mãi mà chưa qua. Mình sẽ dùng con tích. Con tích này thì mình đang để cho nó cầm mana đầu tiên. Và cái con thấp máu nhất đang là con carry. Người ta vẫn muốn là mình thì vẫn muốn là cho con carry nó thấp máu để vì sao? Là nó có né nữa, nó khác những con khác. Thì đây không phải là team Delesium Army. Mình đã đăng cái video về 639, nhưng mà 639 ấy là cái team Delesium. Có Delesium và con Genimax. Nhưng đây là mình thì muốn làm cái video về con tích luôn. Sử dụng tích mà qua 639 mới bảnh chứ. Sử dụng cái team Genimax thì mình cũng đã có video rồi. Ở đây thì mình muốn làm sao cho những con bi bên kia nó đều máu nhau. Mình cứ test vài trận đã để xem tình hình nó như thế nào. Nghe chừng có vẻ khó. Bắt đầu mình thấy có một chút gì đó hơi sai sai rồi. Mình sẽ cho cái con carry này cầm bone để có thêm cái block nữa. Trâu hơn một chút. Không cầm energy. Và xem nào. Mình nghĩ là khi mà mình có cái bone nữa thì nó đỡ hơn một chút hơn là so với cầm energy. Chả giải quyết được vấn đề gì đúng không? Cho nó đánh vào con carry nè. Có block thêm thì nó giảm bớt thêm một chút đam nữa. Ok. Vấn đề là vẫn là muốn làm sao cho mấy con bim nó ngang máu nhau một chút. Lúc mà nó chết ý, thì nó sẽ đều máu hơn một chút. Ok, phải chết một lúc nhiều con. Mình muốn chết một lúc nhiều con luôn. Đừng chết một lúc chỉ có 1-2 con thì hơi khó. Chết thật. Này không ổn rồi. Mình sẽ vẫn thử phải test thôi. Vẫn sẽ phải test thử thôi. Nhìn một chút thì nhìn cái cách thức hoạt động của cái team mình như nào. Mọi thứ cũng đã chuẩn rồi. Con Garuda cầm đuốc thì nó sẽ đỡ cái lượng đam của con Bim đi một chút. Ok, để xem con tích nó đánh vào đâu. Aida sẽ đánh vào con cao máu nhất thì chuẩn rồi. Nó sẽ đánh vào con Bim đằng sau. Mà con Bim khi bị con tích nó đánh thì nó sẽ giảm đam đi một chút. Đều máu nhất là ngon này. Ui, sống lại. Ui, đúng một con còn sống kìa. Hay nha. Hay rồi đó. Tiếp tục đánh đi. Thì mình cũng muốn sưu tập thêm cái bộ đội hình mà leo 639. Thật ra thì cũng một phần là do nick này mình không có team Delesium thôi. Nên là trong cái khó phải ló cái khôn. Con tích cũng hay mà. Con tích nó sẽ đánh 4 con. Round 2 nó sẽ đánh con cao máu. Thường là như vậy. Ok, con tích. Đấy, 4 con. Ok này. Mình bắt đầu thấy có một cái gì đó sai sai rồi. À, tức là con Aida ấy, nó sẽ đánh vào con, đánh thường vào con cao máu nhất. Nhưng mà mình nghĩ ấy, thì chúng ta nên để Aida cầm. Mình nghĩ là nên để Aida cầm cái đồ bình thường, gầm review chẳng hạn thôi. Mình bắt đầu nhận ra một cái rồi. Nó sắp thắng rồi mọi người ạ. Mình nghĩ là Aida không nên cầm bình năng lượng từ round 1. Mình nghĩ là Aida nên xả skill ở round 2 thì hay hơn. Ngay trước khi mà mấy con Bim ra active skill ấy. Bởi vì lúc đó ấy thì bởi vì cái đòn đánh thường của con Aida ấy, nó sẽ đánh vào con cao máu nhất, mọi người thấy không? Thì tức là tí mình sẽ giải thích sau. Mình hiểu cái khó giải thích nhỉ. Khó giải thích lắm. Tức là như này. Con Aida nếu mà xả active skill ở round 1 như này ấy, thì có con ra được active ở round 2, có con không. Thường là không có con nào đầy mana cả. Đấy. Thì mình nếu như Aida của mình bây giờ mới bắt đầu có cái ấy thì ngon hơn. Bắt đầu có cái active skill thì ngon hơn. Bởi vì bây giờ các bạn thấy nó sẽ đánh vào con Bim cao máu. Vẫn còn một con Bim rất là cao máu như thế này. Tình hình có vẻ là không ổn. Ok. Mình ra thay đồ cho con Aida mới được. Thử thêm vài trận nữa. Mình nghĩ là con Aida nên cầm cái
Redeal hơn là cầm mana. Nó nên xả skill ở round 2 thì hay hơn. Bây giờ nó sẽ đánh thường một con cao máu này. Con tích thường thì sẽ cũng đánh vào con cao máu. Đấy. Aida cũng sẽ đánh vào con Beam sau cùng. Hoặc là con Beam thứ 3. Chết mất rồi. Ui, tình hình là ngon này. Ui, không chết mất một con cho con gà nó sống lại nhỉ. Ok, mình sẽ thay đồ cho con Aida này. Mình nghĩ là không nên cầm bình mana nữa. Cầm cái crown hoặc là cái gì đó chẳng hạn. Ok. Cầm cái này thì Holy Dam thì phải. Hình như là Holy Dam. Không biết là Holy Dam có qua 100% không. Nó sẽ đánh vào con cao máu này. Đấy, đánh 4 con. Round 2 nó mới active. Cái lúc này này là đúng, lũ Beam đã đầy mana rồi. Thì bây giờ mới active hợp lý này. Đấy, hợp lý. Có một phần nào đó thì nó sẽ chia đều đam lượng máu hơn một chút so với cái lúc trước mọi người ạ. Khả quan, con tích mà không ấy thì nó sẽ đánh con đầu tiên thì ngon. Mình muốn, cái điều mình muốn xảy ra ấy là làm sao ấy. Lũ Beam này nó chết càng muộn càng tốt. Đừng có chết ngay ở round 3, round 4 nha. Chết muộn một chút. Đừng chết ở round 3 thì đúng hơn. Ok. Aida bây giờ mới active này. Tiếp đúng cái lúc của mấy con kia. Nói chung là mình nghĩ là theo như mình thấy thì cũng khó nói, nhưng mà khó giải thích cho bạn hiểu. Nhưng mà Aida cầm active ở round 2 sẽ tốt hơn ở round 1. Ok. Cái cách thức vận hành thì các bạn nhìn là thấy rồi. Con Amera ở đây là tạo khiêng. Con carry thấp máu nhất để hút đòn đánh thường. Garuda để sống sót và để cho carry hồi sinh và thắng thôi. Nhìn là các bạn đã hiểu rồi. Cái chính thì vẫn là con tích phải cầm bình ở round 1. Còn con Aida thì không nên cầm bình. Để cho round 2 nó mới active skill. Hợp lý này. Đừng coi thường con Aida nha. Con Aida là cái con mang cái lượng đam theo từng round nhiều nhất rồi đấy. Gọi là nhiều nhất đấy. Ngoại trừ tích nha. Tích thì là một phạm trù khác rồi. Mình muốn là... Ôi ngon rồi này. Có khi chúng ta thắng luôn này. Thắng rồi. Rất là easy. Rất là easy luôn. À, bỏ Aida vào thì nó sẽ đều máu hơn. Aida cầm review nó sẽ đều máu hơn mọi người ạ. Aida đam gần bằng tích cơ mà. Hay quá nhờ. Theo một hồi mà test thì mình thấy có gì đó sai sai mà. Nên bỏ cho Aida cầm ấy hơn. Nên bỏ cho Aida cầm cái review hơn là cái. Con này thì mình muốn nó trâu hơn carry nên mình xây dựng cho nó cái bone với lại big set. Aida thì mình cầm full set nhưng mà có review này, không bỏ mana nha. Nó active ở round 2 nó sẽ hay hơn. Còn đòn đánh thường nó sẽ đánh vào mục tiêu cao cao máu nhất này. Để cho cái lượng máu của mấy con Beam nó đều. Đấy, hợp lý không? Khá là hay đấy chứ. Carry này thì... Artifact thì chỉ để cái bone thêm tí block nhưng mà nó phải thấp máu hơn con của con tích nên là mình không mặc đồ. Đấy, 2.7 triệu, con kia là 2.6 triệu, con carry là 2.6 triệu. Amenra thì bình thường thôi. Cái này thì cầm đuốc nha mọi người nha. 22 để cho nó trâu máu và nó sống được ấy, mọi người thấy đấy. Thì đây, rất là hay luôn. Mình sẽ để cái being heal này để cho nó hồi nhiều máu hơn và nó sống mọi người ạ. Ôi, như vậy đó là cái đội hình mà mình đã qua 639 rồi mọi người. Mọi người có thể tham khảo nếu như các bạn không có team Elysium. Đó là cái đội hình mình qua 639. Mình cũng bất ngờ là tại sao nó lại thay đổi một cái là nó lại nhanh thắng vậy. Thì mấu chốt là ở con Aida và con Tick. Khi mà hết round mà sau active xong thì con Tick và con Aida sẽ tiếp tục đánh vào mấy cái con máu đang cao. Và khi bọn nó chết thì nó sẽ chết cùng một lúc nhiều con. Và con Garuda sẽ được hồi nhiều máu hơn. Và nó trụ được và sau đó con carry hồi sinh và thắng. Cũng không biết nói gì nữa. Cái video này kết thúc ở đây thôi. Đó, khá là chóng vánh. Mình nghĩ nó sẽ phải lâu chứ. Nhưng mà nó nhanh quá. Ok bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo.